đi. Mở ra. Ti rất cưng má. Ti làm lụng không kể ngày đêm, mua trại mộc, trồng giường, làm ruộng. Ti làm đủ thứ để có một căn nhà mới. Ti nói Ti sẽ xây cho ba mẹ con em một ngôi nhà hạnh phúc nhất trên thế gian này. Dạ. Nè Minh, khỏe không mấy anh? Khỏe, lên đi. Chào tía đi con. Con chào tía. Thank you.
Hai, nhìn kìa. Ủa, ai vậy? Cô Chính. Ra. Cô thấy tía tụi con từ mùa dịch này, hai đứa con có vui không? Hai đứa con trai của cô á, gửi về ngoại rồi. Bây giờ cô chỉ có hai đứa con thôi đó. Tụi con cực lắm á, cô không có chịu nổi đâu. Cô là dân lùi dịch mà, cũng nhờ cái mùa dịch mà cô mới cất được nhà. Nhưng cũng tại cái mùa dịch mà chồng cô mới bỏ đi đó. Ai vậy? Hỏi ổng kìa. Anh Út, sao anh nói là chỉ có hai đứa nhỏ thôi mà? Cô này hả? Thì cũng đi theo như cô vậy. Chỉ có cái là đi theo trước. Vậy thôi. Sao? Không đi nữa hả? Đi, giục túi cô xuống. Để lên đi.